Ngày 29 tháng 8, tại xã Tề Phú, huyện Thoại Sơn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức hội thảo triển khai mô hình máy xạ hàng kết hợp dùi phân tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải áp dụng máy xạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp dùi phân thực hiện vụ thu đông 2024 trên diện tích 15 hecta. Tại hợp tác xã Tây Phú sử dụng giống OM18 với lượng giống 80kg trên 1 hecta, lượng phân bón 200kg trên 1 hecta. Tại hội thảo, nông dân được giới thiệu đặc tính kỹ thuật của máy gieo xạ hàng chính xác bằng khí động kết hợp dùi phân, tăng lợi nhuận do tăng năng suất và giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải ra môi trường bên ngoài. Hội thảo nhằm triển khai có hiệu quả mô hình lúa ứng dụng quy trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân tiếp cận thông tin, tiến bộ kỹ thuật về ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo xạ lúa, phục vụ đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Huyện Tri Tôn tổ chức tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão cho người dân trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, người dân được tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện, các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng điện gây mất an toàn đến tính mạng, tài sản người dân, đặc biệt là không dùng điện để bẫy chuột tại các cánh đồng, không dùng điện để bắt cá, chống trộm, bảo vệ tài sản qua màu, không thả diều gần đường dây điện, không chạm người vào cột điện, dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu giao khi trời mưa giông bão để phòng điện giật do rò điện. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng ngừa cháy nổ do chạm chập và cấp cứu người bị điện giật. Ngày 29 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Phương. Trong quá trình điều tra xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu, Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1991, trú thành phố Long Xuyên, quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn. Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1 tỷ 270 triệu đồng. Đến tháng 3 năm 2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB để ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt app và Phương cài đặt mã pin cho Thành. Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành. Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên app điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã shop token do Thành gửi để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền. Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1 tỷ 270 triệu đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28 tháng 6 năm 2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.